Thưa quý vị, sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực, dự tại điểm cầu Hà Nội. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Chân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết, chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ngay sau hội nghị Trung ương năm khóa 13, Đến đầu tháng 8 năm 2022, tất cả 63 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Trong đó, Đà Nẵng cùng với Hà Nội và Thanh Hóa là ba địa phương thành lập sớm nhất. Sau một năm hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là đã tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của đảng của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, các ban chỉ đạo đã tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, phát hiện và xử lý các sai phạm. Qua đó đã xử lý kiến nghị, xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên có tham dụng tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống. Đã chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định, tăng gấp 3 lần so với thời điểm chưa thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh. Tại Đà Nẵng, từ tháng 5 năm 2022, Ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được thành lập. Ngay sau đó, Ban chỉ đạo đã ban hành quy chế làm việc, xây dựng các chương trình kế hoạch công tác, thành lập bộ phận giúp việc, đồng thời các vụ việc vụ án vào diện theo dõi chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan thành viên tập trung thực hiện. Đến nay, sau một năm hoạt động, đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2023 này, Ban chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực.